cô giới thiệu nên là hai người mới quen nhau, và sau đó mới thân thiết với nhau, thường hay gặp mặt với nhau. Là sự ăn cần, chăm sóc chu đáo. À, cũng thì khe. Về Việt Nam, cái món nào cô ở bên Việt Nam ảnh cũng ăn được hết, nhưng có nhiều món là em ăn không được. Anh nói rất là giỏi. Cảm giác này rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Tôi hiện cảm thấy rất hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ. Mẹ định sẽ sanh em bé. Sanh em bé. Dạ, phát triển. Kế hoạch cho sau tương lai là giúp gia đình cùng làm một quán ăn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.